Rồi, chào cả nhà nhé. Đây là món vào cái dĩa để chấm muối ớt đây ta. Làm nào chấm đây ta? Đây là có 3 loại trái cây. Trong đó có một loại là không phải chấm. Loại này là sacoche này, hay còn gọi là hồng xiêm này. Ngon quá. Một cái phần trái cây này có giá là $1. Wow. Ăn tiếp món ngọt ăn trước. Đây là muối tôm của Tây Ninh. Mình sẽ đổ muối tôm vào đây. Cái món sacoche này thì có lẽ là không cần chấm, nhưng mà cũng vẫn chấm thử coi xem nó như thế nào. Đó. Sacoche chấm với muối tôm Tây Ninh. Ngọt ngọt xong lại mặn mặn. Ngon đấy, lần đầu tiên ăn kiểu rừng rú như vậy. Đó, miếng sacoche bự chà bá luôn. Đây còn một túi muối ớt nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây là mận, mận trắng. Ngoài Bắc thì họ gọi món này là quả roi. Quả roi trắng phau luôn. Ăn xem thử xem có ngọt không nha. Không ngọt lắm, có thể nói là hơi nhạt. Giờ chúng ta sẽ ăn thử miếng thơm này nhá. Thơm chấm muối tôm Tây Ninh. Wow. Hương ăn trái cây Hương ơi. Wow. Đó. Wow, nhìn hấp dẫn không? Trong 3 món này thì có lẽ là món thơm là ngon nhất. Ăn còn chữa một số các cái bệnh. Vẽ là chữa cái bệnh thèm ăn. Wow. Đó, các bạn chấm, khi chấm thì chúng ta phải chấm sao nhỉ, cho nó ngấm gia vị rồi, ngấm gia vị rồi rồi mới ăn. Nói chung là ngon lắm đó. Wow, nhìn trái thơm hứa nước miếng. Rồi. Còn gói này là gói muối ớt. Đấy. Muối ớt và muối tôm Tây Ninh. Muối ớt này người ta đã rang nó lên rồi. Người ta rang nó lên. À, khi chúng ta chấm. Đó. Nguyên một cái hộp trái cây này giá là $1. 3 loại trái cây.
hai trái mận, nửa trái thơm, một trái sacoche vào. Đây mình sẽ quay sát để cho các bạn coi. Ngóc ngay. Đó. Rồi giờ ăn tiếp thơm nhé. Ồ, tự dưng có một miếng nhỏ. Ngon quá. Hết ăn thơm rồi, bây giờ đến ăn mặn. Cuộc đời chỉ sung sướng khi mà thỏa mãn các cái lỗ thôi. Đây chúng ta đang thỏa mãn cái lỗ mồm. Móc lỗ tai thì sướng cái lỗ tai đúng không? Ngoáy lỗ mũi thì sướng cái lỗ mũi. Xe lỗ mắt thì sướng cái lỗ ghèn. À. Giờ ăn thì sướng cái lỗ mồm. Tiếp tục nhìn em này, em ăn trái cây mà nè, mua nhiều đó. Đó đây chưa rớt rồi. Cái này các bạn có thể ướp đá, có đá bào, sau đó để lên cái bao xốp, đá bào, để lên sau đó lấy cái giấy bóng, giấy nhôm bọc lại, rồi để trái cây lên trên thì nó lạnh, ăn sẽ ngon hơn. Thêm muối. Giờ ăn thử thơm đi. Có lẽ thơm là cái món ngon hơn. Nó ngọt. Chấm với muối nó sẽ hợp khẩu vị hơn. Wow. Ai mà thèm thì cho xin số 1 nhé. Toàn bộ đây là trái cây tươi, không có ngâm tẩm hóa chất gì cả, xuất khẩu đi các nước khác. Rất là ngon. Thôi để ăn nốt miếng này. Vâng. Rồi, bye bye quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại những cái video clip tiếp sau. Mình sẽ dừng ở đây để mình ăn nốt cái số trái cây này. Bye bye cả nhà nhé.